Thưa quý vị, các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được phép tổ chức dạy học trực tiếp bắt đầu từ ngày 21 tháng 2, dựa trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh. Hiện các trường đang gấp rút dọn dẹp, rà soát cơ sở vật chất, lên phương án phòng dịch trước khi đón trẻ trở lại trường học. Những ngày qua, các cô giáo của trường mầm non Cẩm Nhung, quận Thanh Khê đã đến trường dọn dẹp, vệ sinh trường lớp, đồ dùng dạy học để chuẩn bị đón học sinh tới trường học tập trực tiếp sau gần 10 tháng ở nhà. Trước đó, nhà trường đã lấy kết quả khảo sát từ phía phụ huynh với gần 50% phụ huynh đồng ý để con trở lại trường học. So với các kết quả khảo sát trước đây, có thể thấy phụ huynh cũng đã yên tâm hơn, thích ứng linh hoạt trong tình hình mới. Em rất là vui sướng khi được đón lại các cháu trở lại sau gần một năm do dịch Covid diễn ra. Qua cái khảo sát mà về cái số lượng học sinh quay trở lại trường á, thì hiện tại là em đang chủ nhiệm lớp mẫu giáo lớn, đó là độ tuổi 5 với 6 tuổi và các cháu sắp trở vào lớp 1. Thì rất là mừng là lớp đã quay trở lại cũng số lượng rất là hợp lý, khoảng tầm 15 cháu. Ngày 21 tháng 2 tới đây, quận Thanh Khê sẽ có 10 trường mầm non công lập và 5 trường mầm non ngoài công lập đón trẻ trở lại học trực tiếp. Các trường tư thục còn lại đón trẻ từ ngày 28 tháng 2. Với phương châm an toàn cho trẻ là trên hết, các trường học đã tập huấn cán bộ giáo viên, nhân viên công tác phòng chống dịch trong trường học, tăng cường công tác y tế, phân luồng đón trẻ theo các tầng học, sẵn sàng các điều kiện để đón trẻ và tổ chức bán trú ngay từ 21 tháng 2. Cũng có được cái thuận lợi là giáo viên, cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường đều là tập trung ở Đà Nẵng hết. Không có ai trong cái thời gian mà ở cách ly tạm thời gì hết. Và kể cả nhân viên cấp dưỡng thì tạm thời các cô lâu nay cũng đã nghỉ lâu. Nhưng mà đến khi nghe thông tin được đi học trở lại thì các cô cũng rất là vui mừng và sẵn sàng ra để mà tổng dọn vệ sinh. Và quan trọng nhất là về công tác bán trú thì nhà trường cũng đã làm việc với phía bên cung ứng thực phẩm. Ga thì kiểm tra hết lại và đảm bảo ga cung ứng thực phẩm cũng như những cái cam kết đối với các công ty bạn để mà đảm bảo trong cái thời gian sắp tới này. Do việc mở cửa trường mầm non phụ thuộc vào điều kiện thực tế địa phương, nhu cầu phụ huynh nên một số trường mầm non trên địa bàn thành phố sẽ mở cửa chậm một tuần so với mốc thời gian 21 tháng 2 của Sở Giáo dục và Đào tạo. Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận huyện đã thành lập các đoàn tổ chức kiểm tra việc chuẩn bị các điều kiện tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn về phòng chống COVID-19. 100% các trường của chúng tôi, trường mầm non, các cơ sở giáo dục, các nhóm lớp thì thống nhất là sẽ đi học vào ngày 1 tháng 3 năm 2022. Ngay sau khi nhận công văn của sở thì phòng cũng đã có một cái hội nghị trực tuyến mời hiệu trưởng, ban giám hiệu của các trường công lập tư thục và 90 chủ nhóm lớp độc lập tư thục tại các cái điểm cầu để chúng tôi triển khai các cái nội dung có liên quan, đặc biệt là triển khai cái quyết định 406 hướng dẫn các trường cái xây dựng cái kế hoạch dạy học trực tiếp, hướng dẫn các trường cái xây dựng kịch bản thích ứng an toàn khi học sinh đi học lại. Tuy việc đến trường của trẻ mầm non trong thời điểm dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp là điều khiến nhiều phụ huynh trăn trở, nhưng đây cũng là độ tuổi mà các em cần phát triển nhiều cảm xúc, kỹ năng mà chỉ có trường học mới có thể mang lại. Với tinh thần thích ứng linh hoạt, ngoài việc đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, vật tư y tế, phương án phòng chống dịch chặt chẽ từ phía nhà trường, còn cần sự phối hợp chặt chẽ của phụ huynh để mang đến môi trường giáo dục an toàn cho trẻ.